Các bạn, đây là một cái phòng khách được đầu tư rất là bài bản và kỹ càng với rất là nhiều tranh. Đấy. Thì tuy nhiên cái bức tranh chủ đạo của họ, cái bức tranh ở đối diện với bàn uống nước ấy, thì nó lại khá là tối. Mặc dù cái nét vẽ rất là tinh xảo, nhưng bức tranh nó khá là tối, nó làm cho không gian chung của cái phòng khách tối đi rất là nhiều. Và chúng tôi đã thuyết phục chị chủ nhà là chị nên thay một bức tranh nó sáng hơn, cùng với cái tông màu đó, cùng với phong cách tranh như vậy. Thì đây là cái bức tranh sau khi chúng tôi đã hoàn thiện, thì bức hoàn thiện của chúng tôi là trời tối hơn nhé, nhưng mà rõ ràng chúng ta có thể thấy được cái bức tranh nó làm cái không gian nó bừng sáng lên, ấm hơn nữa, không những là bừng sáng mà nó còn làm cho không gian ấm hơn rất là nhiều. Cái bức tranh kia thì cái màu của nó khá là hợp với cái màu của gỗ là xung quanh và cái vẻ giản dị đồng quê thân thuộc của chúng ta. Thế nhưng bức tranh này ngoài cái vai trò đó ra, nó còn làm cho cái không gian bừng sáng lên và nó làm cho những cái bức tranh, những cái phần xung quanh nó sáng lên. Đây là cái góc nghiêng từ ngoài cửa nhìn vào. Bây giờ tôi sẽ xoay đối diện để chúng ta nhìn. Đấy, chúng ta thấy không? Đứng đối diện nhìn vào bức tranh nó cũng rất là sáng và ấm, nó không hề nóng, không có một cảm giác nóng. Bởi vì cái cảnh đồng quê nó là cảnh thanh bình mát mẻ, cho nên là mặc dù cái tông màu ấm nhưng lại không nóng. Còn cái hình ảnh thì quá đỗi thân thương gần gũi, những hình ảnh ảnh cái màu 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 vàng, tôi gọi là cái màu vàng đất, nó bám víu, nó vẫn vít với cuộc đời của người Việt Nam chúng ta, không bao giờ chúng ta quên được. Cái sơn màu nâu đỏ nó giống như một cái sự nâng tầm cho bức tranh lên, mặc dù cả màu sơn xung quanh cả bức tranh đều rất là giản dị, nhưng sự ăn khớp của nó tạo ra cho chúng ta một không gian vừa ấm vừa sáng và cũng không kém phần sang trọng. Thì tôi dịch vào chân cầu thang một chút, chúng ta nhìn ra ngoài thì nó sẽ như thế này. Đấy, chúng ta thấy không? Ở mọi góc nhìn bức tranh này nó đều đẹp hơn bức tranh trước, mặc dù là đây là một bức tranh in công nghệ cao, nó không phải bức tranh vẽ. Còn bức tranh kia là người ta thuê họa sĩ vẽ 10 năm về trước với giá là không phải là rẻ, khá là đắt. Đây là tôi đã đứng trên cầu thang. Và mọi người có thể thấy không? Ở bất cứ một góc nào thì cái bức tranh mới nó đều thể hiện được không những cái vai trò của bức tranh cũ mà nó còn làm cho không gian ấm hơn, sáng sủa hơn, và nó làm cho các cái vật xung quanh, các cái bức tranh xung quanh cũng sáng hơn. Hy vọng là chúng ta có được một ý tưởng khi chúng ta thiết kế hoặc là chúng ta sửa nhà nhé. Xin chào mọi người.